Trong những 10 năm trở lại đây thì chúng tôi có sản phẩm ví dụ như là Agroten hay là Avel, những cái chất mà nó nâng cao cái hiệu suất sử dụng phân đạm và phân lân, là qua đó thì giảm giúp cho bà con nông dân chúng ta sử dụng một cái lượng phân bón ít hơn, và trong khi năng suất chất lượng nông sản vẫn tăng hơn, và chúng ta tiết giảm được cái chi phí sản xuất cũng như là chúng ta giảm được cái lượng phân bón vào trong môi trường đất, và qua đó chúng ta cũng góp phần để giảm được cái khí nhà kính. Thì trong những cái năm tiếp theo thì chúng tôi đang vẫn tiếp tục ứng dụng những cái thành tựu khoa học của thế giới cũng như là trong nước, và cùng với hội đồng khoa học của công ty chúng tôi cũng đang tới đây chúng tôi đang tiếp tục để đưa ra những một số cái dòng sản phẩm có những cái tính năng như vậy. Thì cái này là đang trong triển khai nghiên cứu và thử nghiệm, và chúng tôi tiếp tục sẽ đưa ra thị trường trong thời gian sớm nhất để giúp cho bà con nông dân chúng ta có nhiều cái lựa chọn, vừa là có những cái sản phẩm tốt, bảo đảm năng suất cây trồng, chất lượng nông sản và tiết kiệm được cái chi phí sản xuất, cũng như là chúng ta góp phần vào cái công cuộc bảo vệ môi trường. Thì cái điều đó cực kỳ có ý nghĩa trong cái bối cảnh hiện nay.